Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Khu công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình Tết Sum vầy Xuân bình an cho đoàn viên công nhân lao động trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các nhiệm vụ tham gia xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật liên quan tới lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho người lao động. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở tăng cường tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng thỏa ước lao động tập thể. Qua đó, đã có trên 4.500 đoàn viên được hưởng lợi với số tiền hàng tỷ đồng. Chương trình Tết Sum vầy Xuân bình an 2022 được tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của công đoàn các cấp đối với đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự cố gắng nỗ lực và những đóng góp quan trọng của công nhân lao động trong toàn tỉnh đối với sự nghiệp đổi mới của tỉnh Yên Bái, đồng thời biểu dương các cấp công đoàn đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động, quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, có tác phong công nghiệp, đặc biệt thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Với mục tiêu không để đoàn viên và người lao động không có Tết, bằng nguồn kinh phí của địa phương, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh để chăm lo cho đoàn viên công nhân lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 200 suất quà trị giá 250 triệu đồng từ quỹ xã hội công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh thăm trao quà cho trên 1.300 đoàn viên và người lao động, trao hỗ trợ làm 13 nhà mới ấm công đoàn, tặng quà và vé xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết. Cũng tại chương trình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam ủng hộ 40 triệu đồng, Báo Lao động ủng hộ 30 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Yên Bái hỗ trợ 30 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái hỗ trợ 25 triệu đồng, Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan hỗ trợ 10 triệu đồng. Với tinh thần yêu thương, chia sẻ, chương trình Tết Sum vầy năm nay đã thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn, kịp thời động viên đoàn viên, người lao động về vật chất và tinh thần, để người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn, gắn bó với doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng đảng, chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khen thưởng 19 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong chăm lo đời sống và bảo đảm chế độ chính sách cho người lao động năm 2021. Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã đến thăm hỏi tặng quà cho công nhân lao động Công ty Cổ phần Nhựa gỗ Châu Âu và Công ty Cổ phần Công nghiệp EP. Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch tại thị xã Nghi Lộ. Thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch, đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức lập thẩm định phê duyệt 14 đồ án quy hoạch các xã phường, trong đó có 4 đồ án phân khu và 10 đồ án quy hoạch nông thôn mới các xã phường. Cùng với đó, thị xã đã phối hợp lập thẩm định quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030, lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai. Việc lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo quy định của pháp luật trên địa bàn thị xã luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng đúng quy định của pháp luật. Tại cuộc giám sát, các đại biểu đã làm rõ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách, nguồn nhân lực, làm công tác quy hoạch, kinh phí, cắm mốc, giới, quy hoạch ngoài thực địa. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, thị xã Nghĩa Lộ cần quan tâm xây dựng quy hoạch, bám sát chủ trương định hướng phát triển của Trung ương, của tỉnh, của thị xã và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, thị xã Nghĩa Lộ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, xem xét năng lực của các đơn vị tư vấn, đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Hôm qua tại huyện Yên Bình, khối thi đua 9 huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng ngay từ đầu năm, các đơn vị trong khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, những đơn vị thu ngân sách đạt cao như Trấn Yên đạt trên 297 tỷ đồng, thành phố Yên Bái đạt 759,2 tỷ đồng, Yên Bình đạt 315 tỷ đồng,
Trong năm, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khối huyện thị thành phố đạt 13.350 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 226,3 triệu đô la Mỹ. Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa xã hội được triển khai tích cực, chú trọng tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giáo dục và đào tạo đạt kết quả cao, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 2,28% năm 2021, vượt 0,23% mục tiêu kế hoạch. Bên cạnh đó, phong trào thi đua đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng củng cố hệ thống chính trị, tổ chức đảng, chính quyền đoàn thể được các huyện thị thành phố quan tâm đẩy mạnh. Tại hội nghị, khối thi đua các huyện thị xã thành phố đã bỏ phiếu bình xét lựa chọn đề nghị các cấp khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021. Huyện Lục Yên vừa tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên các nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, huyện Lục Yên đã tổ chức vận động tập trung ở 7 địa bàn xã, vận động thường xuyên ở 250 địa bàn, tổ chức 222 buổi tuyên truyền, triển khai học tập các văn bản có liên quan đến an ninh trật tự với 36.340 lượt người tham gia học tập ký cam kết, củng cố duy trì 46 tổ an ninh nhân dân, 195 tổ hòa giải, 246 tổ tự quản, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp 254 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 183 vụ việc, xử lý 370 lượt vi phạm, tăng cường vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua công tác tuyên truyền vận động đã thu hồi 109 khẩu súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 0,5 kg pháo. Trong năm có 21 xã, 1 thị trấn, 43 cơ quan, 4 doanh nghiệp, 4 nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Về trật tự an toàn giao thông, năm 2021, số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông giảm so với năm 2020. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 2.535 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền xử phạt trên 2 tỷ 300 triệu đồng. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện đã phát động phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, xác định mục tiêu phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng. Trong năm 2021, thành phố Yên Bái đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Bước đầu đã hình thành vùng mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại sản xuất chăn nuôi hàng hóa các khu vực trồng rau tập trung, sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị gắn với các sản phẩm OCOP, đã từng bước nâng cao giá trị nông sản và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân. Gia đình ông Nguyễn Thành Luân, thôn Bảo Tân, là thành viên của hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo, thành phố Yên Bái, phát triển kinh tế từ trồng nấm mọc nhĩ, nấm sò. Khi mới bắt tay và đăng ký thực hiện mô hình, gia đình ông Luân đã được thành phố hỗ trợ nồi hấp, lán trại, kỹ thuật nuôi trồng nấm. Sau 10 năm phát triển, đến nay diện tích lán trại trồng nấm của gia đình ông Luân đạt gần 1.000 m2 với 40 vạn bịch nấm, trong đó chủ yếu là nấm mọc nhĩ. Năm 2021, giá bán mọc nhĩ khô cao, trung bình từ 150 đến 170.000 đồng một kg, thị trường tiêu thụ ổn định. Sản lượng mộc nhĩ khô mỗi năm trung bình đạt khoảng 1 tấn, đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Nhờ sự giúp đỡ của hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo, gia đình ông Luân đăng ký và thực hiện sản xuất sản phẩm OCOP. Qua triển khai thực hiện đúng quy trình từ nuôi trồng chế biến, cuối năm 2021, sản phẩm mộc nhĩ khô đã được tỉnh Yên Bái công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao. Gia đình đã có sản phẩm để làm ra sản phẩm OCOP ấy, thì vụ tới này thì gia đình cũng phải thực ra cũng rất là vinh hạnh và cũng phải cố gắng để phát triển nhiều hơn nữa và để đảm bảo cái số lượng cũng như về chất lượng cao hơn nữa. Là một trong những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo thành phố Yên Bái có 3 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao, gồm sản phẩm mật ong đa hoa tự nhiên, chè bát tiên Minh Bảo và sản phẩm mộc nhĩ khô. Những sản phẩm chủ lực này cho thu nhập gấp 2 đến 3 4 lần so với cây trồng khác. Để đạt được kết quả này, thời gian qua hợp tác xã đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi phương thức sản xuất từ trồng, chăm sóc, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó là đầu tư thiết bị máy móc, công nghệ trong chế biến. Đồng thời hợp tác xã cũng đã triển khai xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm, qua đó thúc đẩy sản xuất phát triển và nâng cao thu nhập cho các thành viên. Trong năm 2022 thì chúng tôi tiếp tục là phải duy trì và làm tốt được dần dần nâng cao hơn nữa về cái chất lượng và giá trị của các sản phẩm mà mình đã đăng ký. Và năm 2022 thì đối với hợp tác xã thì cũng đang xây dựng thêm là một cái sản phẩm nữa, đó là sản phẩm nấm linh chi, bởi vì là sản phẩm linh chi trên địa bàn xã thì cũng rất nhiều hộ các thành viên tham gia trồng và hiện nay thì cũng đang bán ở trên thị trường, nhưng mà
chưa có cái truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Do vậy mà chúng tôi muốn rằng là giúp các thành viên xây dựng cái sản phẩm đó và có nguồn gốc truy xuất rõ ràng để đưa ra thị trường và người sử dụng yên tâm hơn. Là địa phương chủ yếu tập trung phát triển kinh tế từ nông nghiệp hàng hóa, nên xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đưa các loại giống cây con có năng suất chất lượng cao vào sản xuất để tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó phát huy lợi thế của địa phương tập trung sản xuất rau an toàn và phát triển chăn nuôi ở các thôn Minh Long, Hợp Thành, Xuân Lan đã giúp người dân nâng cao thu nhập. Đối với gia đình tôi nói riêng và bà con nông dân nói chung thì là cũng tập trung vào những cây sản xuất chủ yếu là bà con là những cây rau truyền thống. Tuy nhiên là mình cũng áp dụng những cái khoa học về nên là cái năng suất nó cũng cho được cái thu nhập đời sống cũng lên được rất nhiều. Năm 2021, diện tích rau của xã Tuy Lộc đạt 165 ha, sản lượng đạt 2.712 tấn. Trong đó diện tích rau an toàn đạt 12,3 ha, sản lượng đạt trên 210 tấn. Từ trồng rau cho nguồn thu nhập trung bình đạt 240 triệu đồng một ha, góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản của xã Tuy Lộc năm 2021 đạt 88,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 58 triệu đồng một người một năm. Tuy Lộc đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 và đang trong tiến trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội. Với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới song song với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời thu nhập đời sống cho nhân dân, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cũng đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tập trung vào cái thế mạnh của địa phương, đó là sản xuất vùng rau an toàn và rau đại trà. Với cái diện tích hiện nay là trên 40 ha thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của người dân để nâng cao đời sống cho nhân dân. Mặc dù sản xuất nông lâm nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế, song trong năm 2021, thành phố Yên Bái đã chủ động thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, triển khai có hiệu quả dự án phát triển kinh tế từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và các dự án theo chuỗi giá trị. Cơ cấu kinh tế trong nội ngành nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng trong chăn nuôi và trồng trọt. Thành phố cũng đang hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như trồng hoa, nuôi ong lấy mật, trồng nấm. Nhiều sản phẩm nông nghiệp đã được công nhận đạt chuẩn OCOP hạng 3, 4 sao. Nhờ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2021 của thành phố Yên Bái đạt 564,7 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Giá trị trên 1 hectare đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 141,5 triệu đồng. Kết quả này là động lực để thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.